Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Công nghệ Ngọc Nguyễn Store. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về Surface Laptop 6 Core Ultra 7 2024. Sản phẩm sở hữu thiết kế mỏng nhẹ và có tính di động cao khi trọng lượng của máy chỉ 1,38 kg giúp bạn có thể dễ dàng mang theo Surface Laptop 6 trong các cuộc di chuyển hàng ngày. Máy có hai màu sắc để người dùng lựa chọn là màu đen và màu xám Platinum. Phiên bản này có màn hình cảm ứng Pixels cùng với đó là hai loại kích thước 13.5 inch và 15 inch. Đặc biệt lớp chống phản chiếu còn giúp cho độ phản chiếu giảm xuống 50% nhờ đó người dùng có thể sử dụng laptop trong nhiều điều kiện mà vẫn đảm bảo độ hiển thị và màu sắc lớp kính cường lực Gorilla Glass 5. Giúp chống chảy xước và va đập nhẹ, đảm bảo thiết bị luôn trông như mới sau thời gian dài sử dụng. Với sức mạnh của vi xử lý Intel Core Ultra 7165H và các đồ họa Intel Arc Graphics, Surface Laptop 6 là một trợ thủ đắc lực cho mọi nhu cầu của bạn, từ công việc đến giải trí. Không chỉ phục vụ cho các nhu cầu văn phòng đơn giản, máy còn hoàn toàn đáp ứng được cho việc chỉnh sửa hình ảnh và thậm chí là gaming mà vẫn duy trì sự chân chu và ổn định. Máy được trang bị một USB-C với USB 4.0 Thunderbolt 4 1 USB A 3.1.1 jack cắm tai nghe 3.5mm, một Surface Connect nên dù không quá nhiều nhưng với một chiếc laptop mỏng thì đây là số lượng vừa đủ. Bàn phím của máy đều là thiết kế bằng kim loại thay vì tùy chọn bàn phím Alcantara như phiên bản trước, touchpad của máy có kích thước vừa đủ và độ phản hồi tốt. Hệ thống loa Omnisonic kết hợp cùng Dolby Audio Premium và Micro phòng thu kép giúp tăng chất lượng âm thanh đầu vào và đầu ra ngoài ra laptop còn có Bluetooth Audio Surface Laptop 6 đứng đầu. Thời lượng pin ấn tượng với khả năng hoạt động lên đến 18.5 giờ trong lần sạc đầy. Bạn có thể thoải mái sử dụng máy mà không cần phải lo ngại về nguồn điện. CPU có ơn 7165H, RAM 16GB, màn hình 13.5 inch và 15 inch pixels display 2496 x 1664 pixels các màn hình Intel Arc Graphics, cổng kết nối 2 USB-C với Thunderbolt 4, 1 USB A3.1, jack 3.5 mm, Smart Reader Card. Hệ điều hành Windows 11 Pro. Thiết kế hộp kim nhôm nguyên khối. Kích thước 340 mm x 244 mm x 16.9 mm. Năm ra mắt 2024. Sản phẩm này đang có mức giá vô cùng hợp lý tại trang web Ngọc Nguyễn Store và các bạn có quan tâm hãy truy cập tới đường link phía dưới phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video thì hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Audio